Cuộc thi thiết kế trang phục Việt Nam 2022 đã trở lại. Cơ hội để đưa những thiết kế của bạn làm trang phục đại diện chính cho Việt Nam. Nơi các bạn thỏa sức sáng tạo qua những trang phục mang nét Việt Nam. Cuộc thi thiết kế trang phục Việt Nam 2022. Subscribe và bật thông báo ngay kênh YouTube chính thống duy nhất về tướng, trang phục và các sự kiện cộng đồng.